vẫn còn một thử thách nữa dành cho hai bạn. Thì chắc là hai bạn biết bạn Huyền rất là thích khiêu vũ. Thì bây giờ mình sẽ có một thử thách là hai bạn sẽ nhảy với bạn Huyền một nhạc điệu slow. Bạn nào mà nhảy ăn ý và đẹp đôi với bạn Huyền nhớ sẽ là người chiến thắng nha. Rồi bây giờ mình bắt đầu. Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall. Qua cái phần thi vừa rồi thì mình thấy là Kim nhảy là có vẻ là ăn ý và đẹp đôi với Huyền hơn là Huy. Nhưng mà Huy đừng có buồn ha. Rồi, chúc mừng hai bạn. Thật bất ngờ khi Thương Huyền tiết lộ một bí mật. Thực ra cũng giới thiệu với anh Kim và anh Huy. Đây là chị Hoa, là một người bạn rất thân của em. Và hôm nay có đi theo để cổ vũ tinh thần cho ba anh em mình. Rất là cảm ơn chị. Chúc mừng hai bạn đã thành công vượt qua những cái thử thách ngày hôm nay. Chị thấy hai bạn nam chơi cùng với em thì sao? Thì hai bạn thì chị thấy là bạn nào cũng đẹp trai. Về ngoại hình thì rất là, nói chung là loại hình rất là ok. Còn về tính cách á, thì theo quan điểm của chị thôi nha. Thì chị thấy là Huy là một người rất là năng động, nhanh nhẹn và rất là cá tính. Nói chung là cũng chị thấy cũng tương thích với em ở những cái điểm đó. Còn về bạn Kim á, thì Kim có vẻ là trầm hơn một tí, nhưng mà ngược lại thì tính tình rất là chín chắn. Thì chị nghĩ là có thể bù trừ được cho em. Đó là quan điểm với cá nhân của chị. Chị thì chị nghĩ là bạn Huy sẽ phù hợp với em hơn. Em sẽ chọn bạn Huy. Em cảm ơn ý kiến của chị. Lên đó lâu chưa vậy? Cũng mới đợi ra. Wow, ở trên này cao, nhìn cảnh view đẹp quá ha. Sao, mệt không? Cũng hơi mệt. Hơi mệt, vui không? Nói chung là được tham gia các thử thách với Huyền là Kim cảm thấy vui rồi. Mặc dù là không thành công lắm. Mình luôn là người thua mà, đúng không? Thì sáng giờ cũng có thời gian trò chuyện với lại Kim, rồi tham gia các hoạt động như thế này, thì Kim thấy Huyền sao? Khi mà tham gia các hoạt động như thế này và nói trò chuyện từ buổi sáng cho tới bây giờ thì Kim cảm thấy rằng Huyền rất giống so với những gì mà Kim đã nghĩ trước đây. Vậy hả? Kim có thấy là Huyền mạnh mẽ quá không? Đối với Kim rất là bình thường. Bình thường là Kim thích chứ Kim không có sợ. Đúng. Kim đã nghĩ đến chuyện lập gia đình chưa? Lập gia đình thì hiện tại là Kim cũng chưa có ý định lắm. Tại vì là Kim còn phải lo về công việc cho nó ổn định. Thì chắc cũng khoảng 1-2 năm nữa rồi cũng sẽ ổn định xong thôi. Giả dụ như Kim với Huyền mà quen nhau thì Kim có nghĩ là Huyền đợi được khoảng 2 năm nữa không? Nói chung thì
tính thì tính vậy thôi. Ừ. Nhưng mà chuyện gì tới thì nó cũng tự nó tới à. Người tính không bằng trời rồi. Tính đúng không? Nếu là Huyền, Huyền có ngại ở chung với bố mẹ chồng không? Huyền không, Huyền không có ngại cái việc ở chung với ba mẹ chồng. Tại vì Huyền nghĩ như thế này này, Huyền đối xử chân thành, đối xử với mọi người tốt thì mọi người cũng sẽ yêu thương và quý trọng Huyền như con cái trong gia đình thôi. Kim có thể là nắm tay Huyền để mà mình có thể là cảm nhận lại được nữa không? Tất nhiên rồi. Cảm ơn Kiên nha, hôm nay đã dành thời gian cho Huyền và chúng ta đã có những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời bên nhau. Cũng cảm ơn Huyền đã cho Kim một cơ hội. Rồi, tạm biệt. Chào Kim nha, hẹn gặp lại. Bye bye. Hiện nay lúc này thì mình đang cảm thấy rất là lo lắng vì thực sự đối thủ của mình cũng rất là nặng ký, anh ấy nhảy rất là đẹp và mình cũng có đôi lúc có chút bối rối và bây giờ thì tim mình vẫn đang rất là hồi hộp, không biết là một lát nữa thì sẽ thế nào. Anh muốn chỉ em một cái chỗ ở đây có một cái khung cảnh rất là bí mật. Đi với anh. Đã khám phá rồi cơ à? Chắn rồi. Anh làm em tò mò quá à? Cực kỳ bí mật, anh đã tìm ra một cái chỗ cực kỳ bí mật. Tèm tè tè. Lãng mạn quá ha. Dạ. Ok. Trong cái buổi ngày hôm nay thì đến bây giờ thì em thấy anh là người như thế nào? Ngay từ đầu mình nói chuyện đã rất là hợp gu rồi về những cái sở thích. Anh có thấy là mình rất là tương đồng trong tính cách không? Về cái mẫu mà bạn trai thì em thấy rằng là anh có đạt khoảng bao nhiêu phần trăm để có thể trở thành bạn trai của em được? Trở thành bạn trai của em hả? 100% luôn. Nhưng mà có một vấn đề thế này nha, em cũng từng ấy tuổi rồi. Em không còn phải là không còn là những cái cô gái mơ mộng rồi tìm bạn trai để mà dỗ dành rồi để nọ kia nữa đúng không? Cho nên là cái mục tiêu của em bây giờ ấy, quen là cưới, không quen khỏi cưới, mất thời gian. Sợ không? Dám quen không? Anh cũng hy vọng là cả hai thì sẽ có thể là nắm tay đi tiếp. Anh có thể nắm tay em lại một lần nữa để cảm nhận sâu hơn đúng không? Dạ. Ok. Có một điều bí mật dành tặng em. Chiu chiu. Tèn tèn tè. Wow, lãng mạn quá. Lãng mạn vừa phải em thích. Dạ, em cảm ơn anh. Rồi, ok. Đã đến thời điểm để Thương Huyền đưa ra quyết định ai sẽ được chọn để tỏ tình, ai sẽ phải nhận hoa từ chối. Đối với bạn nam đối thủ ngày hôm nay thì mình đánh giá là bạn đối thủ có nhiều điểm mạnh hơn so với mình. Nhưng mà mình vẫn tự tin là khoảng 80% là mình và bạn nữ sẽ được đến với nhau. Thì thực sự là lúc này tim mình cũng đang rất là đập rất là nhanh và thực sự là mình rất là hồi hộp và cũng khá là lo lắng vì cậu bạn đối thủ thì cũng rất là giỏi trong cái việc khiêu vũ và đó cũng là một cái điểm bất lợi cho mình. Tỷ lệ là bạn Huyền sẽ chọn mình là cũng sẽ có thể là 80%. Đây là lần thứ hai mà Huyền sẽ phải tặng bông hoa vàng này cho bạn nam thì cũng như lần trước thôi. Huyền cũng rất là đã rất là phân vân, cũng rất là buồn nữa. Tại vì mình đã trò chuyện với các bạn, đã gắn bó và đã có những cái trải nghiệm cùng các bạn trong cả ngày hôm nay. Thì cả hai bạn nam, tính cách của các bạn rất là ổn, Huyền rất thích. Nhưng mà với riêng Huy thì Huy có những cái nét tương đồng với Huyền. Ví dụ như là Huy là một con người năng động, sôi nổi, có thể nói là phù hợp với Huyền về cái tính cách này đến 70-80% lận. Đối với Kim thì khác. Kim có một cái gì đó nó chững chạc hơn, nó để lại trong Huyền nhiều cái ấn tượng sâu lắng hơn. Thì
thực sự là bây giờ Huyền cũng không biết là Huyền sẽ chọn một người có cái tính cách tương đồng với Huyền, hay là Huyền sẽ chọn một người mà có những cái tính cách có thể bù trừ được cho Huyền cho cái cuộc sống lâu dài sau này nữa. Đó là cái cảm xúc bây giờ, hiện tại bây giờ đang rất là rối của Huyền. Chào hai anh. Chào. Ok, hello em. Bây giờ lại là một cái giây phút mà em không hề mong đợi một chút nào. Cả ngày hôm nay em đã dành thời gian bên các anh, bên những cái hoạt động ngoại khóa để mình cùng trải nghiệm cùng nhau và tìm hiểu thêm những cái tính cách về nhau. Thì em nói về Huy trước nha, cho em nói một chút về Huy. Có thể ngày hôm nay cái người ấy cùng với em đang ngồi đây. Thì em nghĩ thế nào về sự trung thủy? Chân thành, thấu hiểu và biết hy sinh. Huy là một người khá là giống em. Đến thời điểm này chúng mình cùng chọn những cái gam lạnh giống nhau nữa, đúng không? Đến trang phục giống nhau, tính cách cũng giống nhau. Đến 70% lận. Mình năng động, mình sôi nổi, mình nhiệt tình, mình show up được những cái tính cách của mình ra. Em rất là thích vì chúng mình có những cái điểm chung như vậy. Còn đối với Kiêm thì khi em cần một ai đó, anh sẽ nhận ra âm thầm lặng lẽ bên cạnh em lúc em cần nhất. Anh là chàng trai đầu tiên thì anh hy vọng là chúng ta có thể đi đến cuối chương trình. Anh có khác em một chút, Kiêm có khác em. Kiêm trầm lắng hơn, Kiêm chững chạc hơn và từ Kiêm em cũng học hỏi được nhiều điều hơn. Như người ta thường nói ấy, thì cùng giấu thì nó đẩy nhau mà trái giấu thì nó hút nhau. Cho nên là em một nghĩ ngày là đầy ắp những sự kiện không ít lần làm trái tim của Thương Huyền phải đắn đo. Một trong hai chàng trai sẽ phải rời hành trình, giây phút khó khăn để cô nàng đa cảm nhưng cũng rất lý trí đưa ra quyết định. Bông hồng này em sẽ dành tặng Huy và đừng buồn em nhé. Anh rồi, sẽ okay. Gặp được những người xứng đáng. Rồi, ok. Cho em ôm Huy một chút. Dạ. Rất là cảm ơn em. Dạ. Đã có dành cái thời gian cũng như là để có thể là cả hai cùng tham gia và hiểu nhau hơn. Và anh cũng rất là hy vọng là trong cái thời gian tới thì em với cả Kim sẽ có thể là gắn bó với nhau nhiều hơn. Rất là hy vọng là hai bạn có thể là hạnh phúc hơn. Dạ, cảm ơn Huy. Ok. Em cũng chúc anh hạnh phúc nha. Ok, thank mình you. Sẽ là bạn tốt mà, đúng không? Nhất định, sure. Mình giống nhau quá mà. Rồi, chúc may mắn rồi, chúc may mắn. Sau khi mà bạn Huyền đưa ra quyết định là chọn bạn Kim là người sẽ đi với Huyền trong chặng đường tiếp theo và mình là người nhận cái bông hồng vàng như này, thì thực sự là mình cảm thấy rất là nuối tiếc. Vì bạn Huyền cũng đã có chia sẻ là mình với Huyền thì có thể là hợp nhau đến 70%. Tuy nhiên thì 30% còn lại thì lúc nào cũng có thể xảy ra. Và mình hoàn toàn tôn trọng cái quyết định của Huyền. Chào em, hôm nay mệt rồi, để anh cõng em lên nhé. Dạ, cảm ơn anh. Rồi. Khi em cần một ai đó, anh sẽ nhận ra âm thầm lặng lẽ bên cạnh em lúc em cần nhất. Có ngại ở chung với bố mẹ chồng không? Huyền không có ngại cái việc ở chung với ba mẹ chồng. Ngày hôm nay mình đã trải qua ở bên nhau, trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc rồi, đúng không? Vui có, hồi hộp có, lo lắng có, buồn có. Và bây giờ là cái giây phút mà em muốn nói với anh.
cảm ơn anh đã lựa chọn em để đến với chương trình này. Em hy vọng là sau chương trình chúng ta sẽ có thêm nhiều thời gian hơn. Bây giờ em cũng có một món quà nhỏ tặng anh, coi như là kỷ niệm ngày mà chúng mình quen biết, gặp gỡ nhau, để đánh dấu cái ngày hôm nay. Anh có thể mở nó ra. Cảm ơn em nhiều. Thì đây là một cái khăn. Em muốn là em không phải là lúc nào cũng ở bên cạnh anh, nhưng mà mong là cái khăn này sẽ thay em và giúp cho anh ấm áp hơn. Cảm ơn em nhiều. Đợi anh một chút. À, dạ. Tặng em người con gái đẹp nhất ngày hôm nay. Lãng mạn quá. Em thích. Em cảm ơn anh. Hy vọng là sau này mình có thời gian tìm hiểu nhau kỹ hơn và có thể là hướng tới những cái điều tốt đẹp hơn. Nhưng mà em nói trước nha, khi mà quen hơn một chút, thân hơn một chút, bắt sóng được nhau rồi là có những cái gọi là cái khùng mà nó nhân lên được cấp số nhân đó. Nó tăng lên được cấp số nhân thì không biết là anh có chịu đựng được không. Anh rất là đi. Vậy là mình bắt đầu có thêm nhiều điểm chung rồi đấy. Em nhắm mắt đi, anh có một món quà tặng em. Nhắm mắt. Dạ, được rồi. Nhắm mắt nha. Dạ, em không tí hí đâu. Không hí nha. Ý anh thấy hí rồi kìa. Hứa mà. Just a step in the stone to where we are, where we've been. Yêu là chọn,